cách là giảm dần cái hoạt động sinh học. Không biết tôi nói tiếng Việt thì các vị có nghe hiểu không? Cái hiểu, hiểu. Có nghĩa là cái thân của mình mà nó muốn sống thì nó phải có tim mạch máu huyết lưu thông chạy rần rần bao tử, rồi gan thận làm việc tùm lum. Thì Đức Phật cũng vậy, cái cơ thể của ngài cũng phải làm việc rần rần như vậy. Nhưng mà bây giờ ngài Niết Bàn bằng cách là ngài nhập thiền, giảm dần các hoạt động sinh học cho đến lúc mà coi như nó lắng động toàn diện, hoàn toàn triệt để, rồi ngài mới ra đi. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, đọc kỹ, ngài kết thúc ở chỗ tứ thiền có đúng không? Đọc kỹ lại trong chánh tạng. Dạ, con nghe thấy ở ngày... trong cái quyển mà của ngài Narada đó thì dẹp, không có Narada gì đây hết. Ở đây phải đọc chánh tạng. Làm ơn người Phật tử Việt Nam sợ kinh tạng đến cái mức mà cứ đọc của thầy này thầy kia mà chánh tạng thì không có đọc. Đọc dùm từ cái trường bộ kinh bài kinh dạ. Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn. Nhớ nha. Dạ. Trong Narada, Naradiết thì mạnh lắm, tôi sợ nhất. Thì bữa nay là Narada, rồi ngày mai là Mahasi gì. Thật cái thì không theo, mà cứ theo tổ không, tôi nhức đầu lắm. Mà dạ. Tôi nói, các vị học, các vị tìm hiểu, tham khảo với tôi, các vị dễ giận lắm. Thì mấy cái đó tôi nói mạnh lắm. Dạ. Thì mình thờ Phật chứ mình không thờ tổ. Các vị tưởng tượng nếu mà Phật thì chỉ có một thôi, mà đôi khi sư phụ, thầy, tổ thì rất là nhiều. Thì các vị thử tưởng tượng trong room này có 80 Phật tử mà có 80 ông thầy, thì có phải Phật giáo nó loạn hay không? Làm ơn quay về một góc giùm tôi. Đó là tam tạng có một thôi thì anh em mới một nhà được. Còn lần này cái người này Narada, người Mahasi, người Achancha, tôi nghe nói Achancha nói vậy, Achanep nói vậy, Lady nói vậy, Mahasi nói như vậy rầu lắm. Cái này chỉ có tam tạng mới chú giải thôi thì được. Thì trong đó nói rõ chư Phật cái Niết Bàn á, là khi ra khỏi cái tứ thiền thì cái ngày tập. Tại sao vậy? Vì khi tâm trú vào tứ thiền, hơi thở không còn nữa, cho nên chư Phật ra đi á, rất là nhẹ. Bởi vì cái tâm mệnh chung vừa xuất hiện, sự hiện ngay cái lúc mà bản thân ngài cũng không còn hơi thở, không còn một cách tự nhiên, chứ không phải là do cái phổi nó làm việc không nổi, không phải. Mà trước đó là cái tâm tứ thiền xuất hiện là hơi thở biến mất. Nhớ cái tâm tứ thiền xuất hiện thì hơi thở biến mất. Cho nên nhưng ngay cái thời điểm đó thì Đức Phật ngài cái tâm bệnh chung xuất hiện và ngài viên tịch luôn. Nhớ cái đó. Và ở đây không hề có chuyện ngài giữ chánh niệm, không phải. Mà lý do đầu tiên là bởi vì ngài phải dàn xếp cái cơ thể sinh học của ngài, giảm dần mọi hoạt động cho đến mức triệt để và ngài mới ra đi. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, những cái vị mà cỡ như là các đại đệ tử trở lên, ví dụ như ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mười Liên trở lên, ngài Ca Diếp rồi, từ đó lên tới độc giác là toàn giác, thì những vị này cái chuyện nhập thiền của các vị nó rất là dễ, rất là dễ đến mức mà trong kinh xài cái chữ gọi là ích thí, cái nghĩa là thần thông. Ích thí ở đây chữ thần thông là do mình dịch theo tàu, chứ chữ ích thí ở trong tiếng Pali nó nghĩa là ý muốn, có nghĩa là các ngài muốn an trú vào cái tầng thiền nào cũng lập tức vào đó ngay. Các ngài an trú vào tầng thiền nó dễ, giống như mình muốn có phiền não là có liền vậy đó. Các biết nói gì hiểu không? Dạ hiểu. Tôi nói các vị đừng có giận nha, bởi vì có nhiều người, đây là lớp giảng đại chúng chứ không phải lớp giảng intensive. Cho nên tôi phải nói tôi giảng mà tôi giấu, có nhiều chuyện tôi muốn nói mà tôi không dám nói, vì nói là sợ họ không hiểu. Tức là cái tốc độ tâm chúng sanh nó có nhiều trường hợp. Một là cái tốc độ từ phiền não này qua phiền não kia. Cái tốc độ đó phạm vô mình là vô địch. Cái tốc độ hai tức là từ tâm thiện mà từ tâm bất thiện mà qua tâm thiện. Cái tốc độ ba là từ tâm thiện dụng giới qua cái tâm thiện đáo đại. Tốc độ bốn là từ cái thiền này qua cái thiền kia. Đó thì bốn cái tốc độ này thì phạm phu mình chỉ có khả năng đi từ phiền não này qua phiền não nọ, từ tham qua sân, sân qua tham, tham qua sân qua tham, rồi mình đi rất là nhanh. Nhưng mà cái khả năng mà từ bất thiện mà chuyển qua thiện là khả năng này có thể nói là mình rất yếu, nhưng mà làm được mà rất yếu. Trong khi đó cái khả năng mà từ thiền này qua thiền kia, hoặc là từ tâm hiệp thế qua tâm siêu thế, thì khả năng này là coi như mình không có. Nào. Thì đối với chư Phật, cái ngài có được khả năng từ thiền này qua thiền kia rất nhanh, từ tâm siêu thế qua từ tâm hiệp thế qua tâm siêu thế rất nhanh, và ngược lại từ tâm siêu thế chuyển trở lại tâm hiệp thế rất nhanh. Đấy. Cho nên cái chuyện mà đó là ngày nhập thiền, mình thấy nó mệt, mình nghe nó cái chuyện nhập, mình thấy chuyện nhập là thấy mệt rồi. Nhưng mà ở ngày thì cái chuyện nó rất là đơn giản, ngày chỉ muốn thôi. Ta sẽ như vậy, ta sẽ làm như vậy là lập tức cái tâm tự nó diễn biến rất là nhanh. Và ở đây, cho nên cái lý do thứ nhất là ngày dàn xếp cái hoạt động
của tấm thân sinh học cho nó giảm dần, giảm đến mức triệt để rồi ngài mới tịch. Thứ hai là cái chuyện các ngài nhập thiền rất là dễ. Thứ ba, tất cả chư Phật từ cái đời sống cho đến nội tâm, suốt cuộc đời nha, suốt cuộc đời, từ đời sống cho đến nội tâm, suốt cuộc đời không có lệ thuộc vào cái biên giới nào hết. Cho nên khi mà đảng sanh đó là chư Phật đảng sanh ở biên giới, anh biết ở trong rừng còn nhớ không? Biên giới giữa quê nội và quê ngoại đó, hai cái đất nước. Và ngài cũng không sanh ra trong cái mái nhà. Những sự kiện trọng đại trong đời Đức Phật không có diễn ra trong cái mái che. Ví dụ như đảng sanh cũng không phải ngoài trời trống, thành đạo cũng phải ngoài trời trống, chuyển pháp luân cũng phải ở ngoài trời trống, và niết bàn cũng phải ở ngoài trời trống. Bởi vì cái mức độ mà vĩ đại các ngài không có mái che nào chịu nổi những cái sự kiện đó. Những sự kiện đó phải diễn ra ngoài trời trống. Kể cả khi mà ngài thuyết đạt A Di Đà tự đi bỏ trời ngài xuống đó, thì cái chân thang, cái chân cầu thang để mà ngài bước xuống là cũng không có phải trong sân chùa, sân nhà, sân sân cung điện, mà là ngoài ở một khoảng đất trống, cái chỗ đó ngoài cổng thành sân cát sát. Những sự kiện lớn đó thì phải diễn ra ở cái chỗ không thuộc về một nơi chỗ nào đó. Cho nên khi mà ngài nhập thiền trước khi mà niết bàn á, là ngài xuất nhập vào thiền sắc, ra rời sắc và vô sắc, ra vô sắc trở lại thiền sắc 2.400.000 lần như vậy. Và lần cuối cùng thì ngài nhập niết bàn giữa cái ranh giới của thiền sắc và thiền vô sắc. Nó hiểu không? Thế cái mặt đơ là không hiểu rồi. Nhưng mà kệ, tôi nói thì đám đông ai hiểu được thì hiểu, chỉ còn trách nhiệm là tôi phải nói. Chứ còn quý vị đặt câu hỏi rồi tôi nghe tôi đã rung dần rồi, nói chắc rồi. Họ hỏi nhưng mà mình nói cho họ không hiểu. Rồi bây giờ không hiểu thì lát nữa tôi tắt lên, mà bà con ai biết thì học nhóm biết nhóm không? Biết học nhóm không? Học nhóm nghĩa là bạn bè với nhau gom thành nhóm 5-3 vậy đó. Rồi người này chỉ vẽ cho người kia là học nhóm. Dạ. Câu hỏi đó xong chưa? Dạ vâng, chúng con vâng, cảm ơn sư. Cảm ơn sư. Dạ, dạ. Thưa cô Theo có câu hỏi không cô Theo? Dạ con có cùng câu hỏi với Trệ Giác Khiêm, thành ra được sư giảng giải rồi con rất là nghe rồi. Dạ. Dạ, cô Minh ơi, cô Minh có đây không cô Minh? À như cô Minh chưa còn nói được. Chị Nhi có câu hỏi gì không chị Nhi? Mình đã mất 6 phút nữa nghe. Dạ dạ. Quý vị chỉ có 60 phút nghĩa là mình đã mất cái 1/10 rồi đó. Dạ, ở đây mà quý vị nào có câu hỏi. Tại sao tôi tiết kiệm là bởi vì cái không tiết kiệm là một là mẹ tôi, hai là bà con cứ hỏi tùm lum hết. Bây giờ mình chọn lọc với mình làm việc với nhau trước khi mà tôi giao cho các vị một tuần hay là chỉ một giờ ngồi thôi. Rồi. Dạ. Ở đây quý vị nào có câu hỏi xin giơ tay để con xin được unmute để đặt câu hỏi với sư ạ. Dạ, quý vị không có câu hỏi thì tôi có câu hỏi. Tôi câu hỏi tôi là chừng nào tắt râm. Dạ sư cho chúng con một tiếng hả sư? Dạ bạch sư cho con xin phép được hỏi một câu được không ạ? Con không biết cái giơ tay ở chỗ nào. Đâu cái giơ chân cũng được nè, chỉ sợ bị thấy. Dạ vâng mời dạ, con. Dạ kính bạch sư, con cũng muốn hỏi một câu vắn tắt này thôi ạ. Khi mà mình cần pháp học trước hay là vừa học vừa tu tứ niệm xứ cũng được ạ. Dạ thưa sư. Được rồi. Mình hỏi ngắn ngắn là người ta biết mình nói cái gì là được rồi. Ok rồi, mà tôi cũng trả lời ngắn thôi. Có tất cả là 4 trường hợp nha. Cô hỏi tôi mà tôi trả lời cô có nhớ hay không hay là cô lại quên nữa. Alo. Nhớ ạ. Bà hỏi xong mới đi chết nè. Rồi. Một, có 4 trường hợp. Một là có những người do cái căn cơ của họ mà họ phải học trước hành sau. Trường hợp thứ hai là hành trước rồi thấy thiếu chỗ nào mới học sau. Trường hợp thứ ba vừa học vừa hành, học tới đâu hành tới đó. Trường hợp thứ tư là chỉ tập trung hành thôi, chỉ tập trung để mà hành thôi. Thế nào cô cũng hỏi tại sao có cái trường hợp này. Thì đây trong chú giải Pháp Cú có nói rõ thế này. Đời người chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 là thanh niên, giai đoạn 2 là trung niên, và giai đoạn 3 là lão niên. Đấy. Thì giai đoạn thanh niên đó là học, thời gian học là 3, hành 1. Giai đoạn trung niên đó
học hai hành hai, hai đây nghĩa là thời gian chia đôi, không? Còn tuổi thanh niên á, thì các vị hỏi tuổi thanh niên là từ tuổi nào hả sư, thì cái này tự mình đoán thôi, tại vì tôi đâu biết cái tình trạng sức khỏe các vị ra sao. Người mà tình trạng, thí dụ người đó sức khỏe họ tốt thì cái tuổi thanh niên của họ là kéo dài từ 15 mà cho tới 30 gọi là thanh niên, từ 30 mà cho tới 50 là trung niên, rồi từ 50 trở về sau là lão niên, đó là cái mức tính trung bình. Nhưng mà có những người họ eo uột từ nhỏ, cho nên có nhiều người tôi biết là 30 đó là bắt đầu là nhìn họ đã già, họ già ngay khi lúc còn trẻ nữa, không? Già ngay khi còn trẻ, khỏe ngay khi con bệnh còn bệnh, không? Cho nên là đối với họ già trẻ khỏe bệnh nó là trộn thành một, thì cho nên cái quãng gọi là thanh niên trung niên lão niên của mỗi người nó dài ngắn khác nhau, bắt đầu ở tuổi nào và kết thúc ở tuổi nào rất là khó nói, cho nên tự gì đoán ra thôi nha, tự đoán, này là mình tự mình đoán được. Thì cái biết đạo trong lúc tuổi thanh niên ấy, thì ba phần tư thời gian là học, một phần tư là hành, định nghĩa là tu tuệ quán hay là tu thiền định. Thì đến tuổi trung niên là nửa học nửa hành, tức là nửa thời gian học nửa thời gian hành. Và cái tuổi lão niên ấy thì ba hành một học, còn cận tử á là 100% hành. Biết cận tử không? Cận tử nghĩa là mình biết là mà mình đoán là mình không còn được bao lâu á, ví dụ như ung thư kỳ cuối, hoặc mình biết mình bị cao máu, tiểu đường, tim mạch loại nặng á, thì mình gọi đó là cận tử, phải không? À, mình biết vậy. Như vậy thì mình thấy ở đây trong đời mình có bốn giai đoạn. Một là thanh niên thì ba phần học một phần hành, trung niên á hai hành hai học, lão niên á là ba hành một học, và cận tử thì 100% là hành. Thì đó tôi đã là vắn tắt như vậy, thì tự quý vị liệu, chứ bây giờ bắt tôi nói thêm mệt nha. Ok, xong câu hỏi chưa? Sao thưa, con kính tri ân sư rất là nhiều ạ. Nhớ được tụi mình rồi khỏi xa thú. Dạ, cho đến có quý vị nào muốn đặt câu hỏi với sư không ạ? À? Hỏi tôi hỏi ạ. Rồi, bây giờ là mình đã mất 10 phút rồi. Dạ vâng. Dạ rồi. Dạ cô Thanh Minh ơi, cô Thanh Minh có câu hỏi với sư không? Có bên phần chat đó cô ơi. Dạ dạ dạ. Dạ dạ chưa. Dạ, để con xem. Dạ có người đặt câu hỏi trên phần chat, con xin đọc được không sư? Dạ chứ cô không đọc đấy, tôi đọc. Dạ rồi. Dạ. Dạ có một vị Xuân Thị kính thưa sư, khi nào thì biết các chi pháp Bát Chánh Đạo hội tụ đầy đủ để giác ngộ ạ? Đây là một câu hỏi tào lao nhất trong đời mà tôi được nghe. Học giáo lý, sống chánh niệm, đó là câu trả lời tắt. Còn câu trả lời đủ á là giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh. Giới tịnh tức là mình ở cái vị thế nào, cư sĩ thì giữ tròn giới cư sĩ, xuất gia giữ tròn giới xuất gia, đó gọi là giới tịnh. Còn tâm tịnh đó là phải tu tập thiền samatha. Còn kiến tịnh đó là phải học giáo lý và tu tập tự quán. Giáo lý này tức là học Atidam á, mới gọi là kiến tịnh. Kiến tịnh là gì? Là biết rõ cái thân này, nó được thân tâm này nó được cấu tạo ra sao, để ở đâu nó tới, nó này nó sẽ đi về đâu, thì nó gọi là kiến tịnh, không? Đó là biết về hai duyên khởi đó. Thì như vậy tôi nhắc lại nha, phải tu tập giới định tuệ, hoặc là nói gọn là pháp học pháp hành. Đấy. Còn cái chuyện mà làm sao mà biết đủ thì có học Atidam thì tôi nói các vị hiểu, không? Có học giáo lý, có sống chánh niệm thì tự động duyên, khi mà cái duyên ba la mật nó đủ thì nó có đủ, chứ mình không có cần phải biết là có là chừng nào nó đủ, mà làm sao mình biết, làm sao mà biết được khi cái tâm mình như con bò, làm sao mình biết? Làm ơn giữ giới dùm, tu định học dùm, tu tuệ học dùm. Có biết mấy cái này chưa? Không có biết này mà cứ tự nhiên nhào vô hỏi ngang sư, hỏi làm sao mà biết nó đủ thì đi chết đi. Ok, rồi xong câu hỏi rồi đó. Rồi. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ, thêm có một câu hỏi ở trên chat nữa thưa sư. Dạ, một câu hỏi trên chat của một nick là Samsung SM. Thì thưa sư cho con hỏi,
có người nói rằng con không nên nghe sư giảng pháp vì sư chỉ là giảng sư thôi. Điều đó đồng nghĩa là nghĩ sư không có pháp hành. Nghe sư, nhưng con nghe lại thấy rất thấm thía những lời sư dạy, vậy là sao ạ? Rồi, tôi hứa với các vị một chuyện. Tôi đi mua bánh mì. Chưa bao giờ mà tôi đi tìm hiểu cái cuộc đời của cái người bán bánh mì. Nếu tôi thấy cái ổ bánh mì đó ăn được thì tôi mua. Tôi đi máy bay, tôi chưa bao giờ tôi tìm hiểu cái thân phận, cái cuộc đời, cái lịch sử, cái tiểu sử của phi công hay là của tiếp viên hàng không. Tôi thấy họ bán vé thì tôi thấy tin được thì tôi mua cái hãng đó. Ok, rồi. Ở đây cũng vậy. Cái điều quan trọng nhất là ông sư đó ông nói cái gì. Còn cái chuyện mà mình nói rằng ông sư đó ông không có hành đó, thì tôi hỏi các vị một chuyện nha. Ai nói cho các vị biết ông sư đó có hành? Và ai nói cho các vị biết ông sư đó không có hành? Còn là đồn không? Tiếng Việt Nam tên là lời đồn. Các vị hiểu chữ lời đồn không? Tôi không hề phiền khi người ta nói rằng tôi chỉ là giảng sư. Tôi không hề phiền cái đó, nhưng mà tôi chỉ nhắc các vị cẩn thận. Tôi nhắc nói là lần nữa, tôi không phiền khi người ta nói tôi chỉ là giảng sư, nhưng mà tôi nhắc các vị một chuyện cẩn thận là chớ vội tin ai đó được lời đồn cho rằng ông sư đó có hành. Đây là một chuyện rất là cần cẩn thận, cần cẩn thận nha. Tôi nhắc lần nữa, cái chuyện các vị nói ai đó là giảng sư không có hành chỉ đó không quan trọng, mà cái này quan trọng nè. Nếu mà các vị bỏ ông A chỉ vì nghe lời đồn cho rằng ông đó không có hành đó, thì như vậy các vị tin ông B đúng không? Bởi vì ông B có hành, thì xin hỏi dựa vào đâu biết ông B có hành? Cái vị nào mà mới vừa hỏi đó, tự hỏi lòng mình đi. Ông sư A mình nghe nói ông chỉ là giảng sư thôi, được, cái câu đó hay đó, cái đó hay đó, đúng, nghe đồn ông là giảng sư, ông chỉ không có hành rồi. Như vậy thì quý vị trong đời này các vị bỏ ông A, các vị theo ông B phải không? Hay là không theo ông nào? Không theo ông nào à? Bắt buộc phải có ông mình theo chứ. Hay là mình tu không cần thầy? Còn nếu không, tôi không cần thầy thì quý vị quá cao, tôi không có dám đụng tới nha. Cái người nói tu không cần thầy thì tôi không dám đụng tới. Còn nếu các vị nói không, tôi cần thầy, tôi cần người vị nào có pháp hành, thì tôi xin nhắc các vị cẩn thận cái này. Dựa vào đâu biết rằng vị đó có hào? Và sẵn ở đây tôi phan luôn, cái này rất dễ mất bích lòng, tôi vẫn nói hãy cẩn thận với những vị mà nghe cái lời đồn mà nói cho rằng vị đó có giới. Bởi vì tôi xin nói thiệt, cái giới ở đây đó, bây giờ ta đang nói giới định tuệ nha, đồn á, lời đồn cho rằng vị đó có giới. Xin hỏi các vị, trước mặt Phật tử có ông sư nào ngu dại mà phạm giới cho Phật tử thấy không? Không. Trước mặt Phật tử có ông sư nào thô tháo để cho Phật tử họ coi thường không? Không. Ít nhất cũng là thuốc cò, ít nhất cũng phải là thuốc đạo đức giả. Thì cái chết Phật tử là chỗ đó. Cái chết chỗ là cái mà họ đánh giá của ông sư là họ đánh giá trên những gì họ thấy và những gì họ nghe. Đây là cái điểm chết. Mình hè nhau, mình nói ông A có giới, nhưng mà xin hỏi dựa vào đâu biết A có giới? Rồi thứ hai, nói ông A có tu thiền, trời biết ông A có tu thiền. Làm ơn nhớ giùm, đừng có cho rằng đi Miến Điện về mắt liên chi, mặc y màu đà, đi đứng chậm chạp như vừa xuất viện thì gọi đó là thiền. Thì tôi khuyên hãy cẩn thận. Bởi vì tôi nói thiệt, tôi ra ngoài đường, ra ngoài chân cầu muối cộn lắm, tôi lụm một cái thằng du đảng, tôi về tôi cho tiền nó, tôi dặn nó cứ gặp đám đông đi đứng như vậy giùm tôi, thì tôi hứa nó sẽ làm cho cái việc tôi. Tôi cái gì đó tôi làm được, tôi ra cầu muối Chương Dương Khánh Hội tôi làm được. Tôi kiếm một thằng, tôi nói bây giờ cứ liêm diêm sẽ có bạc triệu, rồi tôi về tôi sẽ huấn luyện đó, đi đứng ăn mặc y áo ra làm sao. Và tôi nói cứ gặp đám đông thì diễn giùm tôi một chút xíu thì sẽ có bạc triệu. Thì tôi nghĩ rằng nhiều thằng nó làm được đó nha. Cái quan trọng nhất của một ông sư bên này, tôi nói luôn là tri kiến. Vì sao? Vì tri kiến là cái mà người ta có thể kiểm chứng được bằng sách vở. Cái tri kiến là cái người ta có thể kiểm chứng bằng sách vở. Ông sư đã nói là cái gì mình có thể kiểm chứng bằng sách vở. Chứ còn ba cái vụ mà liêm diêm là một, y áo trang nghiêm là hai, ăn nói từ tốt là ba. Ba cái này tôi xin nói, tôi ra ngoài giám lắm lắm, tôi hốt về một rổ. Chỉ cần tôi dặn dò nó, con nhớ cẩn thận, con trang nghiêm con có bạc triệu, con trang nghiêm con có một rừng điện tử. Thì tôi hứa tôi kiếm một rổ vừa cho các vị, vừa kho, vừa ăn, vừa xào, vừa phơi khô không hết. Cái khó ở chỗ là ông sư đã dạy mình cái gì và cái đó có thể kiểm chứng qua kinh điển hay không. Còn nếu mình không có khả năng kiểm chứng thì không còn gì để nói nữa nha. Nhớ cẩn thận cái đó. Và tôi nhắc lại, tôi không hề phiền khi các vị có nhận xét như vậy về tôi, nhưng mà tôi chỉ vì lòng đại bi mà tôi khuyên các vị nên cẩn thận đánh giá một vị, không nên vì lời đồn. Tôi nói hai chữ rất rõ, lời đồn nha.
Và tôi nhắc lại là cái mà các vị nhìn thấy được, cái mà các vị nghe được, cái đó không tin được. Chỉ nên tin cái gì mình kiểm chứng được. Thì theo tôi, nếu mà cho tôi chọn, thà là tôi chọn ông sư nói cái gì mà tôi kiểm chứng được. Chứ còn cái chuyện mà ông sư nói trang nghiêm, y áo trang nghiêm, ăn nói từ tốn, thì hai cái đó tôi không tin. Bởi vì hai cái đó nó không đủ để làm cơ sở để tôi kiểm chứng ông sư đó đàng hoàng. Sẵn tôi nói luôn, cái chuyện mình diễn, mình y áo trang nghiêm, đi đứng lừ đừ rồi không nhận tiền, rồi gọi rằng đó là tôi cũng không tin. Bởi vì họ biết rằng với cái thời buổi hiện tại, cái nhãn hiệu rất là quan trọng. Nếu thật sự mình chân tu mình không cần tiền ấy, tôi nói thiệt nha, thật sự chân tu không cần tiền, không nên dự lễ, và cũng không cần cho người khác biết rằng tôi không giữ tiền. Nhớ cái đó. Còn đằng này lễ nào cũng đi, đám đông nào mình cũng trường mặt ra, để rồi cho người ta biết rằng tôi không nhận tiền. Hoặc có trường hợp còn tệ nữa, dắt theo một cấp bí giá, ai đưa tiền thì chỉ vào cấp bí giá, kêu cấp bí giá cất giùm, bởi vì sư không có nhận tiền. Nghe nhìn nó thì đẹp lắm, quay phim nhìn rất là đẹp, nhưng mà ngầm ngắm ngắm lại nó rất là thâm độc. Nó thâm ở cái chỗ là gây dựng một thứ niềm tin rất là tật nguyền cho người ta. Cái bị tưởng tượng đi, tiền nó đâu phải là trái lựu đạn đâu, mình không dám đụng. Để rồi mình bắt lễ tử nó giữ, rồi tối nó về nó báo cáo là bữa nay lễ đó mình nhận được bao nhiêu. Hoặc là nó chuyển thẳng vào nhà băng, nó báo cho mình biết là cái trương mục trong nhà băng hiện giờ mình có 8 tỷ, 15 tỷ, cái chuyện nó lớn với tôi, nó không phải là giữ giới. Nha. Một chuyện nữa là đôi khi không phạm giới chưa chắc là giữ giới. Thí dụ như bây giờ có người nuôi mình ăn mặc như cửa, mình cứ ngồi yên thế này, cái gì cũng người lo hết. Thì nhìn qua thì mình thấy mình đâu có sát sanh, đâu có trộm cắp, tài dâm, chóc uống rượu, đâu có làm gì đâu. Thì nhìn vô giống như là giữ giới, nhưng mà thật ra chưa có gặp thử thách, chưa có gặp cám dỗ để mà phạm, chưa gặp cái hoàn cảnh để phạm, thì đừng có tự cho rằng mình là người có giới. Và một chuyện nữa rất là quan trọng, giới chỉ được gọi là giới khi nào mình cố ý ngăn tránh. Thí dụ như gặp cám dỗ mà tôi vượt qua, gặp thử thách mà tôi vượt qua, cái đó mới gọi là giới. Chứ còn bình thường tôi quên mất cái chuyện giữ giới thì cái đó không gọi là giữ giới. Thí dụ tôi đang ngủ là sẽ gọi là giữ giới, tôi đang ngủ sẽ gọi là giữ giới, tôi bại liệt, tôi hôn mê đâu gọi là giữ giới. Mà giữ giới có nghĩa là khi nào trước một cái thử thách, một cái cám dỗ mà tôi có đủ sức vượt qua, đó gọi là giữ giới. Còn nếu nói rằng không làm, không làm chuyện bậy gọi là giữ giới thì chưa chắc. Bởi vì một đứa bé nằm nôi nó đâu có làm bậy, một người đang nằm ngủ đâu có làm bậy, một người đang hôn mê đâu có làm bậy, một ông cụ bà lão mà bị mất lú lẫn, mất trí nhớ, ngồi thiêm thiếp ở trên giường, trên ghế xa lăng, thì họ đâu có làm đâu bậy. Như vậy họ nói họ giữ giới hay sao? Nên nhớ cẩn thận. Và đây là cái một Phật tử Việt Nam mắc vào một cạm bẫy cực lớn, đó là nhìn thấy những tăng ni có những sở hành khả nghi ám muội, từ đó sanh lòng bất mãn và chuyển qua quan sát, chiêm ngắm, thờ phụng những vị mà mình cho là trang nghiêm. Mà xin hỏi, cái trang nghiêm đó nó rất là nguy hiểm. Cái quan trọng nhất là tri kiến, tôi cho nó là tri kiến. Bởi vì chúng ta, một ông sư có hai cái điểm tựa, đó là tri kiến và giới hạn. Cái giới hạn đó thì rất là khó nói. Tôi phải là nhận tôi rất là tôn kính là bị giữ giới, nhưng mà phải nói thêm, giữ giới mà không có tri kiến thì rất là khả nghi. Bởi vì biết cái gì mà giữ, chỉ biết là giới cấm cái đó thì không làm, chứ không hiểu lý do vì đâu giới cấm. Còn cái tri kiến nó có cái lợi thế này, bản thân mình, nếu mình là chân tu thì cái tri kiến nó giúp cho mình khả năng tự tu. Thứ hai, nếu có người cần tu mình hướng dẫn cho họ tu. Còn nếu bộ ông sư chỉ biết liêm diêm đi đứng trang nghiêm mà không có tri kiến thì bản thân biết cái gì mà tu, và khi người ta hỏi biết cái gì mà dạy người ta. Và nếu bộ ông sư có tri kiến thì những gì mình nói người ta hoàn toàn có thể kiểm chứng qua kinh điển, kiểm chứng qua những vị cao tăng. Còn riêng về cái chuyện mà liêm diêm đó, thì cái đó theo tôi cái đó không đủ, bởi tôi biết tôi dựa vào đâu để tôi biết rằng ông sư đó là có giới. Còn cái chuyện mà nói rằng ai đó là không phải gì phải thiền sư thì tôi xin cẩn thận, xin quý vị cẩn thận. Tứ niệm xứ không phải phải là ngồi yên mới gọi là tứ niệm xứ nha. Mà nếu mà mình nói rằng là ông A không phải thiền sư, như vậy ông B là thiền sư đúng không? Chắc chắn rồi. Mà nếu ông B không phải thì ông C, ông F, ông N thì thiền sư, hay là tất cả 24 mẫu tự không ông nào thì thiền sư hết. Như vậy thì cuối cùng cái mà quý vị cho rằng ông sư nào đó có hàm là hoàn toàn là do hai thứ: một là nghe đồn, nghe lời đồn, và hai là do các vị quan sát bằng mắt. Và tôi xin nói một lần cuối cùng trước khi chốt lời câu trả lời: những gì các vị thấy chưa chắc đâu, những việc các vị nghe đồn chưa chắc đâu, mà có cái này chắc mà. Những tri kiến mà ông nói ra tôi tin chắc. Vì sao? Vì tôi có thể kiểm chứng được. Và
tôi có thể kiểm chứng được tri kiến của một cái lời phát biểu, tôi có thể kiểm chứng cái nội dung của một cái bài pháp thoại, tôi kiểm chứng được qua kinh điển. Nhưng riêng cái chuyện mà ông sư đó trang nghiêm đi đứng rồi đi nói với Phật tử rằng sư là hàm giả, sư ở bên kinh điển 8 tháng 8 tháng 8 khóa 10 khóa, thì tôi xin thưa thiệt, quý vị có trình độ thì quý vị kiểm chứng, cho tôi nghe cái lý lịch trước tôi chịu thua, tôi không có biết đường đâu, tôi rào nghe không giữ tiền mà nói rằng đó là tôi không chắc, đi đứng trang nghiêm mà nói rằng đó là tôi không chắc, y áo ngon lành tôi không chắc, ăn nói từ tốn mà nói rằng đó là tôi không chắc. Nhưng mà có cái này chắc này, những gì ông nói ra, những gì ông viết ra tôi tin. Vì sao? Vì tôi có thể kiểm chứng được. Ok, thì tôi đã trả lời xong câu hỏi rồi, các vị có thắc mắc gì không? Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ, con xin đọc tiếp câu hỏi kế tiếp của một vị tên là Việt Anh Nguyễn. Dạ, con xin hỏi, khi con thực hành tứ niệm xứ như sư hướng dẫn trong các bài giảng, thì con thấy về thân thọ thì con không đủ chánh niệm trong tất cả các oai nghi, các giây phút. Nhưng khi thực hành quán thọ tâm thì con thấy con dễ nắm bắt hơn. Vậy con cần luyện tập thuần thục quán thân rồi mới tiếp tục quán thọ tâm, hay không nhất thiết phải quán thân thật tốt rồi mới qua quán thọ tâm? Dạ thưa hết. Cái câu trả lời thì nếu mà trả lời đầy đủ là phải một kiếp, còn trả lời vắt tắt thì chỉ có 2 phút thôi. Tại sao phải tu tập tứ niệm xứ? Tu tập tứ niệm xứ là để quan sát, quan sát thân tâm, tức là quan sát danh sắc á, nha. Thì tùy vào cái căn duyên của mỗi người mà chúng ta đi vào cái cửa nào. Các bạn nghe kịp không? Mình giả định cái trí tuệ giác ngộ đó là căn nhà đi, không? Cái trí tuệ giác ngộ nó nằm ở trong cái phòng khách đó, ở trong phòng khách đó, cái phòng khách được mình đặt cái tên phòng khách là trí tuệ giác ngộ. Thì có nhiều cái cửa để đi vào cái phòng khách đó. Thì tùy người, có người hợp với cửa đông, cửa tây, cửa nam, cửa bắc, có người chung cửa sổ, có người leo tự nóc xuống, tùy, không? Tùy. Cái quan trọng nhất là cái nào mà mình thấy nó giúp cho mình có niệm, có tuệ tốt. Và đây là cái câu hỏi của một người, tôi không biết mặt nhưng mà tôi ngờ rằng người này không có học A Tỳ Đàm. Bởi vì người có học A Tỳ Đàm không có hỏi câu này. Bởi vì bằng cách nào mà mình quan sát được danh sắc, bằng cách nào để mà từ cái chỗ nhận diện rồi hạn chế và cuối cùng là chấm dứt phiền não, cái đó là cái quan trọng. Còn cái chuyện mà vừa quan sát thọ thanh tâm pháp, mấy cái này thì phải nói là một người có học về A Tỳ Đàm nói chung và học về lý thuyết tứ niệm xứ nói riêng đều hiểu rằng tứ niệm xứ không hề có một cái chuyện gọi là tu từ từ cái này qua cái kia. Nhớ nha, chính ngài Pa Ao ngài nói rất rõ, tùy cái căn duyên của mỗi người. Có người tu định trước là tuệ sau, có người thì định trước tuệ sau, có người tuệ trước định sau. Rồi còn nữa, có người quan sát sắc trước danh sau, có người thì danh trước sắc sau, tùy cái căn duyên của mỗi người. Và mình thấy cái nào hợp thì mình đi như thế nào, mình tiếp tục mình chánh niệm. Cái nào mà mình thấy rằng càng lúc cái niệm mình tốt hơn, năm quyền của mình đó, tính tốt hơn, niệm định tuệ tốt hơn, thì cái đó là mình đi đúng nha. Còn cái nào mình càng đi mà mình càng thấy rối thì mình, một là mình xét lại mình hiểu đúng chưa, hai mình đã hành đúng chưa, ba là mình đã tinh tấn đủ chưa. Và chưa kể đến hợp thứ tư nữa, đó là ba la mật. Mình đâu có biết ba la mật mình nó đủ hay thiếu, cho nên đó là cái chuyện căn bản là tận lực hết sức dốc lòng nè, tận lực hết sức dốc lòng. Còn cái chuyện mà có chứng đắc gì không thì để ba la mật nó lo không. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất là không có nên bận tâm là phải đi cái nào trước, mà bởi vì các vị biết thế này, một hành giả mà muốn tu tập tứ niệm xứ là phải học căn bản về lý thuyết tứ niệm xứ, đúng không? Mà trong một ngày như vậy đó, cái nào trong chú giải ghi rõ, cái nào nổi bật thì ghi nhận cái đó. Ví dụ như tôi đang đi thì trong cái giây phút bây giờ là 3:26, thì cái mà nổi bật trong cái chánh điện của tôi bây giờ chính là cái tư thế đang đi, dở bước đạp. Nghe bây giờ không có gì để tôi ghi nhận, chỉ có cái dở bước đạp thôi tôi ghi nhận. Thì ngay lúc đó tôi nghe một cái đùng, tôi giật mình. Thì lúc bây giờ cái dở bước đạp nó không còn nổi bật nữa, mà lúc bây giờ là cái gì ta, cái giật mình đấy. Lúc giờ là cái giật mình nó nổi bật.
thì lúc đó tôi mới ghi nhận là sợ. Hoặc là lúc đó tôi giận, tôi nghe một cái đùng, lúc có nhiều người họ cũng sợ mà họ chỉ họ giận. Họ giận cái chỗ là đứa nào người ta đang tu thiền mà nó phá. Tại lúc đó giận mình. Hả, nếu mình đang sợ thì mình ghi nhận sợ, còn nếu mà mình đang giận thì mình biết rõ mình đang giận. Như vậy thì các vị thấy không? Từ cái ghi nhận bước chân dở bước đạp chuyển qua bên cái ghi nhận tâm, trong vòng gọi là chưa được 1/10 giây nữa, đang ghi nhận bước đi, đang ghi nhận dở bước đạp, thì nghe một cái đùng một cái là mình chuyển qua liền, sợ ra hoặc là giận ra liền tức thì à. Hoặc là lúc đó mình không niệm, không có niệm sợ, không niệm giận, mà mình niệm thọ khó chịu, ưu thọ đang có mặt, biết rõ thọ ưu đang có mặt. Khi biết rõ đây là thọ ưu đang có mặt thì lúc đó được gọi là niệm thọ. Rồi biết rõ đây là tâm sân thì lúc đó đang là niệm tâm. Hoặc là mình ghi nhận chuyên môn hơn, mình ghi nhận đây là sân triền cái, thì lúc bây giờ mình đang ghi nhận pháp quán niệm xứ. Biết nói hiểu không? Alo. Cái giảng mà không thấy mặt nó nhát ở chỗ đó là không biết người ta có thấy hay không. Đấy, nó khổ vậy đó. Cho nên tại tôi lười, lúc này tôi lười ở la là chỗ đó. Giảng mà thấy mặt. Cho nên tôi không có phải hiểm, nhưng mà tất cả các lớp intensive tôi muốn bà con phải qua thị sĩ. Phải qua thị sĩ, hoặc là tôi đi về chỗ các vị, mà cái chuyện đi về chỗ các vị thì có lẽ nó hơi bất tiện. Cho nên sẵn các vị đi qua thị sĩ đi chơi, sẵn tới học luôn thì được. Tôi phải thấy mặt tôi mới giảng được. Thì như vậy nhớ, không có phải hỏi xưa cái nào trước, không có nào trước hết, mà cái cả bốn luôn, cái nào nổi bật thì ghi nhận cái đó. Rồi cái duyên của mình nó chính ở chỗ nào thì mình đắc ngay chỗ đó. Thí dụ như anh nói với tôi là anh hợp với đề mục Thanh Quán, nhưng mà trong lúc anh đang ghi nhận dở bước đạp, hoặc là anh ghi nhận nhai nuốt, thí dụ như vậy, hoặc là cầm lên, để xuống, nhưng mà vừa lúc đó anh ghi nhận cái tâm tham vừa xuất hiện, anh biết là tham à, có phải anh đắc ngay lúc đó? Ngày xưa đến giờ mình có tưởng mình hợp với Thanh Quán định xứ mà không, cái lúc mình đắc rất có thể là mình đắc bằng thọ quán, hoặc là tâm quán, hoặc là pháp quán, rất có thể. Bởi vì cái tâm nó khắn chặt vào chỗ nào, niệm và tuệ chín mùi ở chỗ nào thì mình chứng thấm ngay lúc đó. Cho nên nhớ phải học cả bốn đề mục, học kỹ nha. Và dĩ nhiên tôi cũng phải nhắc thêm ở đây, cái câu hỏi này nó có liên quan đến câu hỏi vừa rồi mà quý vị hỏi tôi, là thầy bà nào đi nữa thì mình cũng phải nghiên cứu thêm kinh điển là một, đối chiếu với nhiều cái truyền thống khác nhau, nhiều sự vụ khác nhau, đừng có vì tình riêng nha, đừng vì tình riêng mà cắm đầu cắm cổ mà thờ một vị rất là nguy hiểm. Bởi vì thời nay không có còn ngài Sắc Lợi Phất, không còn ngài A Nan Ca Diếp, không còn Đức Phật nữa, mà mình toàn là mình đang làm việc với những ông tăng của thời mạt pháp. Cho nên là nên nhớ cái hướng dẫn nào nó cũng được ít nhiều mang cái dấu ấn cá nhân trong đó hết nha. Dấu ấn cá nhân là sao? Là tôi thích cái gì thì tôi nói nhiều cái đó, tôi ghét cái nào thì tôi tránh cái đó, hoặc là tôi mạt sát cái đó, nhớ nha. Cho nên là trên nguyên tắc là cả bốn cái lý thuyết, cả bốn niệm xứ mình phải học kỹ, và nên tham cứu trên kinh điển, học hỏi với nhiều thầy khác nhau, và nếu cần thì nên có một cái nhóm bạn đạo mà mình tin cậy ha, rồi cùng nhau trao đổi. Chứ cái đại kỵ của thời này đó là cắm đầu thờ một cái ông liêm diêm nào đó, ông sư ngồi thiền hay là ông sư ngồi thường, nhớ cái đó rất là dễ bị dẫn đến cái ngộ nhận ha, mà tự mình đào hố cho mình. Rồi các vị hỏi tiếp câu hỏi khác. Dạ thưa sư, ngay đây cho con xin hỏi cái câu là khi mà sư nói là chứng ngay liền lúc đó, thì từ cái giây phút mà sư nói, trước đây sư có nói là từ cái giây phút mà chuyển từ phàm sang thánh là chỉ có một sát na thôi sư, phải không sư? Và khi mà cái người mà họ chứng, khi được chứng như vậy là tự bản thân biết, phải không sư? Không cần ai ấn chứng thôi sư. Chính xác. Tự mình biết, nếu mình chứng thánh tự mình biết. Là vì sao? Là bởi vì vì cái vị, bây giờ tôi đang nói sơ quả đi, cái vị sơ quả tức là từ phàm qua tu đà quần, thì ngay lúc đó vị biết, vị đã biết rõ là thân kiến hoài nghi không còn nữa. Ở đây tôi không nói tới giới cấm thủ, giới cấm thủ là cái kể thêm cho vui thôi, chứ cái chánh á là cái thân kiến mà có hoài nghi. Thân kiến là gì? Thân kiến là cho rằng thân này, tâm này là tôi, là của tôi. Còn hoài nghi là gì? Hoài nghi là hoang mang về giáo lý duyên khởi, hoang mang về Đức Phật, hoang mang về tứ đế, hoang mang về tam tướng. Đó, không biết, có nghe là nói vô thường vô ngã mà không biết trên đời có cái gì mà nó không vô thường vô ngã hay không. Nghi ngờ Đức Phật cũng được, Đức Phật dạy không biết có đúng hay không, và Đức Phật không phải là người, không biết không phải là người có thật hay không, vân vân và vân vân.
Thì cái hoài nghi đây là hoài nghi về giáo pháp đó, hoài nghi về tam bảo, về tứ đế, về duyên khởi đó. Thì ngay cái lúc chứng đắc người ta biết ngay là kể từ bây giờ là mình không có còn cái hoang mang nghi hoặc như vậy nữa. Và điều cái điều này mới đặc biệt là ngay cái giây phút chứng đắc người ta biết rất rõ, biết rất rõ. Theo mô tả trong kinh đó thì nó rõ như là cái tia chớp trên trời đó, nó sáng lòa như vậy. Mà biết rõ khổ đế là gì, tập đế là gì. Mọi hiện hữu ở đời là khổ, cái gì còn sanh diệt là khổ, thích thú trong cái sanh diệt là khổ. Hai cái nhận thức này cộng lại được gọi là, rồi không còn thích trong khổ à, thì được là thì mới hết khổ. Ba cái nhận thức này cộng lại chính là con đường thoát khổ. Nghe kịp không? Mọi sanh diệt là khổ, thích thú trong cái gì còn sanh diệt đó là nguyên nhân sanh khổ. Muốn hết khổ thì đừng thích thú trong đó nữa. Ba nhận thức này cộng lại là con đường thoát khổ. Thì vị đó hiểu được như vậy đó, hiểu bằng cái trí tuệ của bản thân, không có thông qua sách vở, không có thông qua lời dạy của thầy bà nào hết, mà cái biết là tự mình nhận ra. Thì chứ không cần ai đó ấn chứng xác nhận là con đắc cái gì cái gì. Còn nếu mà mình đắc mà mình cũng không biết thì cái đó không phải là thánh trí nha. Còn các vị có tin thì không thì tùy, nhưng mà chính vì nó biết. Nhưng mà có ngoại trừ trường hợp này hay đặc biệt là nó có một trường hợp này trong nằm trong hoạt đơn, đó là tăng thượng mạng, tiếng Pali gọi là Abhimana. Có nghĩa là tự nhiên trong một thời gian dài, một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, một tuần, tự nhiên cái tâm mình nó không, mình thấy là mình thấy thôi, mình tưởng thôi, mình thấy nó không tham, không giận, không thất tú, không nghi hoặc, mà đi mình thấy mình lúc này tinh tấn, mà niềm tin, mà chánh niệm, mà thiền định tốt quá. Nói chung là pháp lành thì mênh mông, mà pháp ác thì không thấy thấy. Bèn tự cho mình chứng thắng, cái đó gọi là tăng thượng mạng. Nhưng mà tôi nhắc lại lần nữa, cái tốc độ tăng thượng mạng nó diễn ra từ từ và rất là lâu. Nó đòi đến một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, một năm, hai tháng, năm nó mới hình thành từ từ. Cái đó gọi là tăng thượng mạng. Còn riêng cái trí tuệ giác ngộ thì không, tích tắc là biết liền, phải biết liền. Và cái này quan trọng nè, cái này chắc phải xăm lên người, chạch áo coi chỗ nào trống xăm nè. Cái người đắc tu đầu quần, họ thấy rõ niết bàn là cái gì và họ không hề thấy họ hay. À, cái người mà chứng thánh, họ không thấy rằng cái chứng thánh đó là cái hay ho để rồi coi thường người khác. Riêng cái tăng thượng mạng thì có. Cái người có tay dính cái tăng thượng mạng là tự nhiên thấy mình hay hơn người khác, thấy cái giới của mình hay hơn giới người khác, cái định mình hay hơn định người khác, cái tuệ mình hay hơn tuệ người khác. Đó là cái dấu hiệu của tăng thượng mạng. Còn có nghĩa là cái tăng thượng mạng là gì? Là tưởng lầm mình đắc, mà trong khi đó cái tưởng lầm nó đi kèm với cái sự nắm chặt. Còn cái thánh trí nó lạ lắm, thấy rõ để rồi không có cái gì để buông, để dựa, không có cái gì để nắm và để dựa hết. Cái đặc điểm của thánh trí là gì? Là buông, là giải thoát. Còn cái tăng thượng mạng, cái đặc điểm của nó là gì? Là dính vào cái mà mình cho là mình đã đắc ấy. Các vị nghe kịp không? Nên nhớ cái đó, đặc điểm của thánh trí là buồn, còn cái đặc điểm của tăng thượng mạng là dính. Đây. Dạ, ngay đây con có câu hỏi, sợ sư nói hơi tào lao chút, nhưng mà sao con cũng hỏi. Dạ thì đời nay đó sư, mình còn thánh nhân không sư? Dạ, trong kinh dạy thế này, ngày nào còn có người tu đúng, cái chữ tu đúng là phải lấy mực đỏ gạch dưới nha. Ngày nào còn có người tu đúng bát chánh đạo thì ngày đó trên đời còn có thánh nhân. Ngày tôi còn bé tôi đọc cái này ở trong trường bộ, tôi khó chịu lấy câu này giống như huề vốn. Nhưng bây giờ tôi đọc như trong chú giải tôi mới hiểu. À thì ra cái câu này đây là câu trả lời hay nhất. Hỏi thời nào, thời gian nào, không gian nào còn có thánh nhân, thì cái câu trả lời hay nhất đó là thời điểm nào, nơi chốn nào còn có người tu đúng bát chánh đạo thì thời điểm đó còn có người chứng thánh. Và thế nào cũng người hỏi thêm sao không thấy thánh nào hết, thì đây là câu trả lời. Thánh tứ việt không khoe, không dán nhãn, không treo bản hiệu. Còn thánh dởm á là tìm đủ mọi cách cho người ta nghĩ rằng mình là thánh. Đây, cho nên thánh tứ thiệt á thì một là họ vô rừng sâu núi thẳm, hai nếu mà họ còn sống chen chút len lỏi ở trong cái đám phàm á thì mình nhìn họ mình cũng không biết. Bởi vì thánh tứ thiệt khiêm tốn cực kỳ, họ không mong người khác biết họ là thánh nha. Tôi gạch dưới cái câu này, thánh thứ thiệt không mong người khác biết mình là thánh. Chỉ có một điều là vì lòng đại bi thì các ngài thường tránh
tránh tiếp xúc với những người mà có thể gây cái trọng nghiệp ở ngài. Ví dụ như trong kinh nói, một vị A-la-hán thì chỉ phải đi xuất gia chứ không thể sống hình thức cư sĩ. Một là hình thức đó nó không có thích hợp với cảnh nội tâm của A-la-hán. Thứ hai là hình thức cư sĩ chỉ gieo họa cho người ta thôi. Người ta thấy mình tóc tai quần áo tùm lum rồi người ta xúc phạm là người ta chỉ đi xuống thôi. Cho nên vì đại bi mà vị đó phải tránh, tránh đám đông, chứ không phải là vị đó tránh để cho người khác biết ngài là thánh nha. Cho nên nhớ cái này rất là quan trọng. Xin hỏi sư ơi, thời này còn thánh hay không? Thì tôi đã trả lời, thời nào nơi nào còn có người tu đúng bát chánh đạo thì thời đó nơi đó còn có người chứng thánh. Và sẵn trả lời luôn câu thứ hai là sao không thấy, thì dạ thánh là cái vô hình vô tướng, có thể nhìn lấy mắt mà nhìn. Thằng cha nào liêm diêm này là thánh thì sai, hoặc nghe đồn thấy thằng cha nào chùa to Phật lớn thì tử rần rần, là nghe đồn nghe nhiều người khen thì cha đó là thánh, thì cái đó là giỏi. Ok rồi. Dạ con thưa ân sư, dạ con có câu hỏi kế tiếp con trên chat con xin được đọc ạ. Dạ của vị Hoàng Anh Thu Đôn. Dạ thưa sư, cho con hỏi, một người có giới tính thứ ba, đồng tính hoặc lưỡng tính, theo như con tìm hiểu và được biết thì không thể thọ giới tỳ kheo. Vậy thì người đó có thể thọ giới sa di không ạ? À? Ok. Con... rồi được rồi, đủ đủ câu hỏi rồi phải không? Dạ còn một phần là là muốn tìm hiểu giới tính của tôi luôn. Okay. Dạ con đọc tiếp còn một câu nữa ạ. Con có thể tìm hiểu và đọc thêm phần giới luật này ở nguồn tham khảo nào ạ? À? Dạ con xin mong sư bỏ qua nếu có sai sót. Rồi, rồi. Các bạn hãy đừng nói về BD là của mình rồi. Rồi. Câu thứ nhất. Cái gọi là người mà đồng tính đó, nó có hai trường hợp, đồng tính bẩm sinh và đồng tính do môi trường, hoàn cảnh. Đồng tính bẩm sinh là sao? Tức là theo Đông A Di Đà á, thì cái người này là do cái tiền nghiệp quá khứ cho nên là họ bị rối loạn trong cái sắc pháp á. Đấy, ví dụ như họ mang thân người nam nhưng họ lại có sắc tố nữ. Sắc tố nữ trong người đó, ví dụ hoặc nam mang thân nữ mà có sắc tố nam, sắc à đấy. Đó là gọi là bẩm sinh, đó là gọi là đồng tính bẩm sinh. Nhưng mà nó có một trường hợp nữa là đồng tính do cọ sát, là có nghĩa là sao? Là mình sống trong một môi trường mà chung quanh toàn là mấy cái người đồng bóng thì mình cũng dễ bị lắm. Đấy, ví dụ như bây giờ bên cạnh tôi là cái người đó họ cứ dẹo hoài, họ ổng nghèo riết thì lâu ngày tôi bị nhiễm lúc nào tôi không hay. Đó, thì trường hợp đó gọi là bóng, gọi là người đồng tính mà đồng tính do hoàn cảnh. Thì nếu mà đồng tính do bẩm sinh thì tuyệt đối không được xuất gia. Nhớ nha, dầu là sa di cũng không được. Là vì sao? Vì cái người này biết nhét họ vào bên đâu, tăng này cũng không được mà ni cũng không xong. Có hiểu không? Có hiểu không ta? Á luôn. Dạ, nó kẹt cái chỗ nếu bây giờ mà cho nó xuất gia dầu sa di đi nữa thì cũng không được. Bây giờ đem nhét vào đâu? Đem qua bên cái khu của mấy chị này cũng không được. Mà đem đưa qua bên mấy anh này cũng không được. Đấy. Còn một trường hợp nữa đó là có những vị mà mình thấy, nhất là bên Thái Lan. Bên Thái Lan có rất nhiều vị tăng tôi tận mắt thấy, tôi vô mà hả, tôi là con tôi gặp mấy vị sư bạn Việt Nam, ông chỉ mà đâu mấy anh hai mấy chị hai của tôi đó, khoảng mười mấy vị, ổng nghèo nhìn đã lắm, mang dép màu tím, mang cái đải màu tím, cái khăn giới cũng hơi tím tím, mà da trắng muốt, mà đi chỗ nhìn thấy ghét ghê lắm. Thì mấy vị đó là mình không chắc là họ là bẩm sinh hay là do hoàn cảnh ha. Nhưng mà phải nói đó là những hình ảnh mà nó rất dễ gây phản cảm cho quần chúng ha. Cho nên chuyện đầu tiên là vị nào bóng mà bóng chìm thì còn cho xuất gia, chứ nếu mà một là bóng bẩm sinh hay là bóng mà bóng đạo lộ, bóng nổi thì không nên, bởi vì nó dễ gây cái phản cảm cho cái hình ảnh tăng già lắm ha. Nhớ cái đó. Rồi cái câu thứ hai này gì quá rồi cô? Dạ. Hello. Có thể tìm hiểu thêm về giới luật. Okay, rồi. Cái này cái bị vào ở trong xin hỏi cái người này có đọc được ngoại ngữ không? Con có thể đọc được tiếng Anh. Ok rồi, là nó có thể là được rồi chứ không có cần rồi. Đọc ở trong gọi là luật đại, cái quyển luật đại phẩm đầu tiên của Tạng Luật ấy,
có bản tiếng Việt, có bản tiếng Anh. Mà tại sao tôi hỏi? Là bởi vì trong trường hợp các vị không có bản tiếng Việt thì có được bản tiếng Anh, phải không? Luật đại phẩm, bài bản chống tàn là một. Mà cái quan trọng nhất là đọc cái commentary, đọc cái chú giải của cái phần đó, gọi là quyển luật đầu tiên. Nhớ nha, cái quyển luật đầu tiên đó. Cái phần mà giảng về bốn bất cộng trụ, nhớ nha. Quyển luật đầu tiên mà cái phần mà giảng về bất cộng trụ đầu tiên đó, tức là trong một vị tỳ kheo có 227 giới, thì trong đó có 17 cái trọng giới. 227 trong đó có 17 trọng giới. À, tức là 210 kia nó là giới nhỏ, mà trong đó có 17 cái giới lớn là trọng giới. Thì trong cái 17 trọng giới đó nó gồm có gọi là bốn cái đại trọng giới bất khả phục hồi. Còn 13 cái trọng giới kia là khả phục. 13 cái khả phục và một cái và bốn cái bất khả phục hồi. Thì trong cái bốn cái bất khả phục hồi đó đó, nó có cái giới đầu tiên mà giảng là dâm đạo, cái dâm đạo sát vọng, bốn cái đó. Dâm đạo, dâm nghĩa là hình thức quan hệ sinh lý với người hoặc là với thú, đó là dâm. Đạo đây có nghĩa là lấy trộm hoặc là cướp công khai hoặc lén lút một món vật chất mà đủ để pháp luật can thiệp nha. Phải ghi rõ đủ để pháp luật can thiệp, không? Giống như ở Mỹ này thì mình lấy trộm một cái vật mà $20 ở ngoài siêu thị là đủ để cảnh sát bắt rồi, không? Thì trường hợp đó ở Mỹ $20, nhưng mà ở nước khác thì tôi không biết, không? Rồi tiếp theo nó là giới vọng sát. Sát là nghĩa là sát nhân á, sát nhân chứ không phải sát nhân là nghĩa là giết người á, chứ không phải là giết mũi ruồi chuột gián kiến rắn, phải giết người, kể cả trường hợp gấp bà tận á, tức là phá thai, giúp người ta phá thai, gợi ý cho người ta giết người thì trường hợp này cũng được kể là sát. Rồi thứ tư là vọng. Vọng ở đây là phải theo chữ đại nữa, đại vọng. Đại vọng ngữ đây không phải là nói dối trong trường hợp thông thường, mà chỉ là một trường hợp duy nhất là mạo nhận hiền thánh, gạt cho người khác tin rằng mình đắc thiền định đạo quả thần thông. Cái đó gọi là đại vọng ngữ. Chứ còn mình nói gạt để mình lấy tiền, gạt tình người ta thì chưa đủ được gọi là đại vọng ngữ. Mà đại vọng ngữ đây có nghĩa là mạo nhận hiền thánh, tự nhận mình đắc chứng cái này cái kia mà đôi khi bản thân không có đắc. Như vậy thì bốn cái đại đồng giới đó gồm có dâm, đạo, sát, vọng. Đấy. Thì cái phần mà giảng về cái giới dâm ấy thì là giảng rõ về cái vấn đề giới tính này. Mà cho đến bây giờ thì theo tôi biết là Việt Nam cái phần chú giải chưa có tiếng Việt. Bản chánh tạng thì có ngày Nguyệt Thiên in ra chánh đua ngày dịch. Nhưng mà bản tiếng Anh thì theo tôi biết là chưa. Thì các vị vào đọc thêm trong đó nha. Hoặc là nếu mà giỏi tiếng Anh nữa đó thì có điều kiện các vị đọc cái quyển gọi là Monastic Code. Monastic là tu viện, là đời tu. Monastic Code. Monastic Code của ngài Thanissaret. Cái quyển này, cái bộ này rất là nên có nếu mà muốn tìm hiểu về giới luật nha. Thanissaret, ngài người Mỹ, tên điển ngài là Jeffrey. Thì cái quyển, cái bộ này rất là quan trọng này, phải có bộ này gọi là Monastic Code. Rồi cái bộ này giống cả ngàn trang. Rồi vậy xong chưa, câu hỏi xong chưa ta? Dạ con tri ân sư. Con cho con xin hỏi ngay đây sư, thì rồi. Cái màu sư vừa mới nói á là chỉ cho tỳ kheo, đặc biệt là cái đại vọng ngữ á sư, còn cái khi mà cho người cư sĩ á thì không có phạm vào cái đại vọng ngữ nếu mà họ nói họ chứng thánh hay gì sư? Dạ không, cư sĩ là coi như thoải mái, muốn xin thì xin, nhưng mà biết tại bị tội. Giới thì không có phạm, họ đâu có giới đâu họ phạm, họ đâu có giới nào cấm cái vụ đó đâu. Họ chỉ phạm giới nói dối thôi. Nhưng mà đó là cái tội thì nặng cái tội mà mình tranh thủ niềm tín ngưỡng của người, niềm kính ngưỡng, ngưỡng mộ người khác, thì cái tội nó tương đương với một sư mà mạo nhận. Nói về nghiệp thì tương đương, mà nói về giới thì chỉ có ông Tăng cũng phạm thôi. Chứ mình cư sĩ thì mình mạo nhận như vậy thì nhiều lắm đó là tới phạm tới cái ngũ giới, phạm cái nói dối thôi. Nhưng mà nên nhớ thế này, cái mạo nhận nó có hai trường hợp. Một là mạo nhận bằng thân, hai là mạo nhận bằng khẩu. Mạo nhận bằng khẩu nghĩa là bằng cách nói trực tiếp hay gián tiếp, gieo cho người ta, hướng dẫn sai lệch nhận thức và niềm tin của người ta, cho người ta tin rằng mình chứng thánh, thì đó được gọi là mạo nhận bằng khẩu nghiệp. Còn mạo nhận bằng thân nghiệp là sao?
Thì trong kinh kể có cái vị đó thấy Phật tử bị ông có cái cốc, hay cái cốc ông nằm sau cái lùm cây ấy, mà ông thấy Phật tử vào cái ông bước vào trong phòng, cái ông lẻn rửa sạch bức tường. Thì Phật tử vào gõ cửa hoài, ông thấy sư ơi, sư hỏi lát sạch ông đứng sau lưng ta. Cái hỏi sư ở đâu, sư hồi nãy con thấy sư trong phòng con gõ cửa. Cái nghe ông trả lời, ông nói người xuất gia thì đi đứng tự tại lắm con. À, vậy đó. Rồi bữa sau cái họ đi, họ thấy ông ở chỗ nào đó, mới vừa thấy ông mất tiêu thì họ đứng, họ lại ông lại đứng sau lưng nữa. Họ nói trời, sư làm con giật mình, mà sao sư đứng đây con không hay, người xuất gia mà con theo con hỏi đó làm chi, trời luôn nó tin như sấm. Mà cái đó mà gặp Việt Nam là chiếc nó đội lên đầu, nó thờ ăn cho đã luôn. Mà cái gì Việt Nam được có cái khoản ngu người xuất sắc rồi. Ok, cái điều hỏi tiếp. Dạ con xin được đọc câu hỏi kế tiếp. Dạ. À, thưa sư, tụng tam tạng bằng Pali mà chưa hiểu rõ được ý nghĩa thì có phải là làm việc thiện thiếu trí không? Nó như thế này, nó có hai trường hợp, hoàn toàn mù tịch không biết mình đang đọc cái gì, thấy người ta đọc thì đèn đọc theo, thì nhiều lắm là chỉ được có cái phước tinh tấn này. Nhưng mà nó có trường hợp này, mình hoàn toàn mù tịch, mình không biết gì cái mình đang đọc, nhưng mà mình có nghe ai đó nói cái này là kinh từ bi nè, cái kinh là kinh tứ niệm xứ nè, mà cái từ bi thì mình cũng hiểu láng máng, từ bi là làm sao nè, tứ niệm xứ là đại khái mình biết nó làm sao nè, tứ diệu đế mình biết đại khái ra làm sao nè, 12 duyên khởi là đại khái ra làm sao, mình chỉ biết đại khái kiến thức nền nó mình có rồi. Bây giờ mình đọc cái mà mình mù tịch, nhưng mà mình biết rằng đại khái mình đang đọc cái đó, nó giống như là mình đang xách một cái giỏ, một cái túi vải đen, trong đó có đựng vàng, tuy mình không có thấy nhưng mình biết là trong đây có vàng, cho nên mình vẫn cầm cái túi đó bằng tất cả sự cẩn trọng. Ở đây cũng vậy, tuy mình đọc cái mình không hiểu, nhưng ít ra mình có nghe người ta nói cái đang đọc này là nội dung nó là gì, thì trường hợp này vẫn tốt hơn trường hợp một. Trường hợp một là hoàn toàn không biết gì hết, người ta rủ đến độ bèn đi qua tới nơi, người ta đưa mình một cuốn rồi cứ cắm đầu mà đọc, không biết trong đó nói cái gì, vừa đọc gì liếc liếc coi cái ai quay phim để mà phay, mà tối cuốn phay hay không, thì cái đó là không thực là quá tệ, đọc đó tệ lắm. Tụng kinh mà để cho người ta cuốn phay rồi để người ta đem lên Facebook là tệ lắm nha. Còn trường hợp mà mình không hiểu nhưng mà mình có nghe nó giới thiệu cái nội dung đại khái của cái mình đang đọc thì vẫn tốt. Bằng chứng là hầu hết những người tụng kinh Bali đều hầu hết là đâu biết mình tụng cái gì. Chỉ đó mò ở đó mình đang tụng kinh từ bi, biết mình đang tụng kinh tam bảo. Đấy, chứ có số người mà đọc kinh Bali mà hiểu từng câu mà biết mình đang đọc cái gì thì tôi e rằng không nhiều lắm đó. Dạ rồi. Dạ. Nếu thấy xong thì hỏi tiếp. Dạ thưa sư, con xin đọc tiếp câu hỏi kế tiếp. Dạ câu hỏi này là của vị tên Đồng Anh. Xin cho con hỏi địa chỉ của sư ở Thụy Sĩ để có cơ hội trực tiếp tư, vì mình cũng ở gần đó, xin cảm ơn. Trực tiếp chắc tư vấn hay gì? Bởi vì hồi nãy giờ tôi trả lời rất là nặng lời, mà tôi do dạ. Địa chỉ nghĩa là tự sát cho nên không có dạy gì cho. Ok, cứ hỏi tiếp. Dạ con coi thù xin đọc Việt Nam, cái gì Việt Nam mà nó thù lắm. Ok, các vị biết nước uống bây giờ đó là cái nước không mùi, tôi đó không uống là nó bỏ xe đưa cho tôi chết à. Right. Dạ con xin đọc câu kia rồi. Có người gửi cho tôi mấy chai chai thuốc Fukuda mà tôi coi kỹ có nắp mà mở ra chưa tôi mới dám uống. Dạ xin câu hỏi coi tiếp là, dạ con kính thưa sư, con tìm hiểu thông tin về Kalama Center trên website toaikhanh.com. Con đã đọc các bài viết về Kalama trên website và có thắc mắc về chi phí cần chuẩn bị cho các khóa tu học khi về trung tâm Kalama. Con xin được hỏi điều này để có thể chuẩn bị được một số chi phí cần thiết từ này, đây đến khi được sang Kalama. Rồi. Cái đó phải hỏi các hãng bay, các vị đi hãng nào, các vị đi từ đâu và có transit hay không. Ví dụ như đi từ Việt Nam là Hà Nội, Đà Nẵng hay Sài Gòn, cái đó tôi đâu có biết. Tôi không biết các vị đi trực tiếp từ Sài Gòn, từ Đà Nẵng, từ Hà Nội qua tới Mandalay, hay là từ Sài Gòn qua Bangkok, từ Bangkok bay về Mandalay, cái đó tôi đâu biết, cái đó phải hỏi hãng máy bay nha. Cho nên tôi nhắc lại, cái vấn đề mà máy bay thì các vị tìm hiểu chứ không phải là tôi. Thứ hai, khoan, cái này online biết, này online biết. Còn thứ hai là chi phí tại Kalama, ăn, ở,
không có tốn tiền, không tốn tiền. Chỉ có cái mặt, mặt hữu dụng, tự đem gì theo mặt đó, đem sờ lõn, mặc sờ lõn, đem áo dài, mặc áo dài, ok. Chứ ở Calama là ăn mặc ở không có tốn tiền, điện nước không có tốn tiền, mà sướng như khách sạn, sướng như khách sạn, mà điện nước không tốn tiền, chỉ tốn tiền máy bay. Đấy, có hiểu chưa? Quen, thuốc men bệnh hoạn thì tự do, Calama không có biết. Ví dụ tự vô đó mà rồi Calama nói em ung thư kỳ cuối, Calama chi cho em 50 triệu đó, thì cái đó Calama không có. À, chỉ có trong đó chỉ có tiêu chảy, nhức đầu, sổ mũi, chóng mặt, Calama có. Calama có điểm tâm sáng theo tiêu chuẩn của châu Âu, gồm có phô mai, bơ, sữa tươi, bánh mì, bún Việt Nam, mì gói, cháo trắng. Cơm trưa thì 70% là ăn chay, 30% là nước mắm và tôm khô để cho bớt cái phần sát xanh. Rồi. Nhưng mà nói như vậy thôi, nhưng mà yên tâm là ăn mặc ở không tốn tiền, điện nước miễn phí. Nhưng mà nhớ đừng cái sắc bằng ủi theo. Rồi. Dạ, bây giờ mình còn 6 phút nữa thì không biết sư có cho chúng con thêm một câu không sư? Dạ, dạ con xin đọc tiếp câu kế tiếp ạ. Dạ, thưa sư, người đã thấy lần đầu tiên thân thể này không phải là ta mà chỉ là công cụ giao tiếp xã hội, sau đó không thấy lại như vậy nữa, thì nên xuất gia tu tiếp hay vẫn làm cư sĩ tiếp tục ạ? À, tùy duyên, đạo Phật thì tùy duyên. Có nghĩa là nếu mà mình thấy mình ở cư sĩ mà mình vẫn tu tốt hoặc là tốt hơn thì nên là cư sĩ. Nếu mình thấy đời sống xuất gia giúp cho mình tốt hơn thì nên xuất gia. Tuy nhiên đó là câu trả lời cực kỳ vắn tắt, bởi vì muốn xuất gia không phải là chuyện dễ. Tin tôi đi, không phải chuyện dễ, là bởi vì nó vô vàn cái chướng ngại. Thứ nhất là ở đâu, thầy bạn là những ai, trú xứ là nơi đâu. Nếu tôi có người chí thân, tôi phải nói rõ, nếu tôi có là người chí thân, đó là con ruột của tôi, mẹ ruột của tôi, chị ruột của tôi mà đi xuất gia, thì tôi đề nghị không có miếng tiền. Tôi đó là suy nghĩ của tôi. Nhưng mà tôi biết chắc không phải là người Việt nào cũng có điều kiện đó. Mặc dù cái chi phí để mà tu học ở miếng điện thì nó không có đắt, mà nếu không nửa miếng điện thì tôi đề nghị qua Thái. Đó là tôi nói nếu mà người chí thân chí ái của tôi đó. Còn nếu mà như quý vị đâm những gì sống chết tôi đâu có mẹ. Mà nếu mà thiệt sự tôi thương thiệt đó, thì tôi đề nghị quý vị đi qua bên miếng điện. Bởi vì tu là phải học. Tôi nói thiệt nha, muốn nấu nồi canh chua mà không có kiến thức lấy cái gì mà nấu. Không biết đậu bắp, không có biết giá, không biết cái me, không có biết khóm là lấy cái gì mà nấu. Chỉ nấu nồi canh chua mà dốt quá rồi lấy cái gì mà nấu. Việt Nam không phải là thiếu người dạy, nhưng mà cái điều kiện Việt Nam rất là khó. Những vị có điều kiện dạy thì họ không có điều kiện nuôi mình. Nó khổ vậy đó. Là những vị có những điều kiện nuôi cho chắc họ có điều kiện để họ dạy mình. Đấy. Đôi khi miếng điện thì họ có cả hai. Cho nên là hỏi tôi nên xuất gia hay không thì dầu quý vị có thấy cái thân cái vị là của ai, của quý vị hay là của tôi, cái gì nó quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là xét thấy cái nào, xét theo cái duyên, cái duyên, cái điều kiện mà mình hiện có. Đấy, có cái nào mà tốt, có cái nào tốt, đừng chê đời sống cư sĩ. Nghe cái câu này cuối khi trước khi tôi chốt câu trả lời là làm một cư xin lỗi, làm một cư sĩ tốt vẫn hay hơn là làm ông sư xấu. Nhớ cái đó, đừng có ham mà làm thầy chùa. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, bây giờ mình còn 3 phút có thể con thấy là mình còn câu nữa, còn câu nữa. Dạ vâng. Dạ vâng, thưa sư, trong trường hợp sống trong môi trường thiền viện mà thấy có những người xuất gia nhưng có tình cảm đồng giới với cư sĩ thì sao ạ? Vậy là trộm tăng tướng đúng không sư? Chuyện thứ nhất là mình đã là hành giả thì đừng có nhìn người khác. Đây là cái bẫy đầu tiên mà quý vị đã mắc phải. Tôi là đồng tính là chuyện của tôi. Nhưng mà chuyện đầu tiên các vị không có lo tu thiền, mà các vị cứ lo quán chiếu cái giới đất người khác thì các vị tu lộn rồi. Ok, cái hiểu không? Đó là cái bẫy thứ nhất. Cái bẫy thứ hai là cái chuyện mà họ xuất gia mà họ phạm đó là có sư phụ, có chư tăng. Nếu cần mình thấy họ kỳ quá, họ ổng nghèo nhún nhảy kỳ quá, thì mình có thể mình gặp riêng vị đó mình nói, hoặc là mình nên liên lạc với sư phụ của vị đó, hoặc là nên nói thẳng với thiền sư. Nhưng rồi đó là mình thấy nó quá đó rồi mình trở về mình tu. Mà cái đại kỵ là vào chùa hoặc vào thiền viện
mà cứ để ý người này như thế này, người kia như thế kia, thì cái chuyện đầu tiên là mình bậy trước nhớ. Nếu có vị là người chí thành với ai của tôi thì tôi chỉ có một câu: kệ người ta, mình vào đây là mình tu thiền, mình sống chánh niệm, còn người ta có muốn mấy giới tính thì kệ người ta. Ok. Dạ. Bây giờ trước cũng đến giờ rất là còn rất là nhiều câu hỏi thưa sư, nhưng mà chúng con rất là nhiều là còn bao nhiêu con? Dạ chắc chúng cũng còn 9 câu nữa đó sư. Bữa đầu tiên làm cái hát. Nhưng mà chỉ bữa đầu tiên thôi nha. Còn bữa khác thì đúng tiếng thôi, bữa đầu tiên làm cái hát thì giao duyên mà không giao duyên. Dạ chứ, dạ vâng. Bây giờ lỡ chữ ta nhiều quá bây giờ phải làm cho nó vui chứ. Dạ vâng. Dạ con xin đảnh lễ sư, sư cho con hỏi, con thấy mọi người thiền hơi thở rất nhiều, con thì thích thiền niệm ơn Đức Phật, vậy con cứ thiền niệm ơn Đức Phật có được không ạ? Dạ, rất tào lao, là bởi vì thứ nhất các vị có biết thiền, thấy người ta thiền hơi thở, mà thiền hơi thở là thiền quán hay là thiền chỉ, và thiền để làm cái gì? Thành ra các vị không biết, không biết thiền chỉ là gì, thiền quán là gì, và cũng không biết tu chỉ để làm cái gì, không biết cái đó là gì, rồi không biết để làm gì, là đó là thấy bậy rồi. Mà khi không biết cái đó thì các vị mới có câu hỏi này, cũng giống như mình đấy. Tôi thích ăn me quá, mà tại sao tôi thấy ông đi ăn xoài vậy, có nên không, tôi có nên chuyển qua ăn xoài hay không? Thì cái câu hỏi này nó cũng ngớ ngẩn cỡ đó vậy đó. Tôi thích ăn chua quá, tôi thích ăn me sống quá, thì ăn ổi ngâm cốt dầm, giờ thấy ông kia ông ăn xoài chín, giờ tôi có nên đổi qua, ăn xoài chín không? Ít nhất mình phải hiểu tại sao mình ăn chua và tại sao ông kia ông ăn xoài chín, ăn đồ ngọt nha. Chứ còn mình đây là câu hỏi rất là bậy đó, là câu hỏi là bây giờ mình có nên đổi qua không? Thì chuyện đầu tiên là các vị không biết, không, cái người hỏi câu này là họ hoàn toàn họ không biết cái ý nghĩa, cái mục đích của các cái đề mục hơi thở và niệm Phật. Đúng là tụi bây giờ thích thêm mà tụi ghét lắm, tụi không thèm nói, tụi nói đó là không hiểu mới hỏi như vậy. Mà bây giờ ngồi giải thích mà niệm Phật là gì, rồi tu hơi thở là gì, rồi phải 8 năm mới hết câu hỏi đó. Cái người này hoàn toàn không biết hết, người này tôi khẳng định người này không biết hết, và có khả năng người này là con viên cơ đốc nữa. Ok, chị qua câu khác. Dạ, dạ con thấy chú Hồng có giơ tay, chú Hồng có câu hỏi không ạ? À? Dạ thưa có, à, dạ thưa sư cho con hỏi, theo con hiểu thì sư biểu là nếu mà học Phật thì phải đọc chánh tạng, nếu mà đọc chánh tạng không hiểu thì đọc chú giải. Dạ. Cái chú giải đó ở đâu tìm, với lại chú giải tìm ở đâu? Dạ, cái này nói thiệt là bây giờ thế này, chú giải ở Việt Nam thì tôi biết chỉ có khoảng chừng trên dưới thì khoảng 10 cuốn chú giải tiếng Việt Nam, không, chú giải kinh điển mà tôi chỉ biết vậy thôi, chứ thì trong đó nhiều tác giả, nhiều dịch giả. Thí dụ như các vị vào ở trong cái trang gọi là Phật giáo nguyên thủy đó Việt Nam gọi là chấm á, nguyên Phật giáo nguyên thủy .com hay .org thì tôi quên rồi nha. Còn không nữa, muốn chắc ăn vào Google đắm cái chữ chú giải kinh tạng, chú giải luật tạng thì tự động người ta dắt về cái trang đó, thì tôi chỉ biết như vậy thôi chứ tôi không có đọc cái đó. Nhưng mà nếu mà các vị đọc được ngoại ngữ thì tuyệt vời đấy. Còn nếu mà trường hợp tìm sách tiếng Việt không có, rồi mua sách ngoại ngữ cũng không có, thì đây, sau đây là những địa chỉ mà các vị nên đến gõ cửa. Đó là một là lên gặp ngài Thanh ở núi Vinh, thứ hai là gặp ngài Bủ Hiền ở chùa Pháp Bảo Mỹ Tho, thứ ba là gặp ngài Giác Lộc ở chùa Trúc Lâm Hóc Môn, thứ tư là gặp ngài Khải Minh ở chùa nào tôi không biết, tại vì tôi chỉ biết ngài đang ở Việt Nam, mà tại vì ngài ở trú xứ nào thì ngài giờ đổi ngài Khải Minh, biết không? Khải quên hỏi bị đạo hữu này là ở trong nước hay ngoài nước? Dạ thưa con, ở Hoa Kỳ. Dạ Hoa Kỳ, nãy giờ tôi giới thiệu lộn rồi, mấy vị nãy giờ toàn Việt Nam không. Dạ, Hoa Kỳ thì các vị vào ở trong địa chỉ này, tôi spell nha. Bariyatti.com. Bariyatti.com. Dạ. Chữ pá bề dưới pá like Peter. Pá. À Bariyatti chữ gì? Pá là Bariyatti Bariyatti.com. Thì vào trong đó là nguyên một tủ trong đó. Dạ. Dạ, nguyên một tủ. Tủ tam tạng mà chú giải được.
chứ còn thầy bà thì đều khả nghi. Tôi nói thẳng, thầy bà là khả nghi hết, bởi vì mỗi vị một ý là mình chết. Trong đó, bởi vì chánh đạng thì chỉ có một, mà chú giả thì cũng chỉ có một. Còn khi thầy bà đó thì mỗi thầy một ý là mình khùng luôn, mà cái này mới đau nè. Theo đạo mấy chục năm mà theo nhầm ông thầy dõm một cái là mất mấy chục năm, mà đi thân người khó được, chánh pháp khó gặp, thì tôi đề nghị mình phải biết quý cái tri kiến của mình. Dạ rồi, cho qua câu khác. Dạ, cảm ơn sư. Dạ. À, còn một câu cuối hả sư? Dạ. Dạ, mô Phật sư có thể hoan hỷ cho con kiến thức tổng quát về kim cương thừa không ạ? À? Ok. À, đã nói là vắn tắt thì ráng đâm cái lỗ tai ra mà nghe nha. Ráng đâm cái lỗ tai ra mà nghe. À, nguyên thủy đó, Phật còn tại thế, giáo pháp chỉ có một thôi. Chỉ có một thôi. Đó là nói gọn là 37 bộ đề phần, mà nói rộng đó là tam tạng, gồm 84.000 pháp môn và chư tăng, các thế hệ truyền thừa nhau học hành và dạy, tức là học đạo, hành đạo và hoằng đạo. Ai có duyên thì thêm cái nữa là chứng đạo, còn không nữa thì học đạo, hành đạo và hoằng đạo. Cái nội dung là 37 bộ đề phần và 84.000 pháp môn. Khi Phật viên tịch rồi thì đã nảy sinh ra một cái nhánh thứ hai. Cái nhánh này gọi là Mahayana, có nghĩa là nhánh này là chủ trương là hội nhập ta bà để quảng độ chúng sinh, tức là sử dụng vô lượng phương tiện, có thể tùy duyên thoải mái. Họ có thể diễn dịch rất là nhiều cái vấn đề giáo lý, đặc biệt là những vấn đề giáo lý mà trong kinh điển Nguyên Thủy bỏ ngỏ, ví dụ như cái tinh thần Bồ Tát Đạo. Đấy, tinh thần Bồ Tát Đạo ở trong kinh điển Nguyên Thủy không có chỗ nào, tôi xin bảo đảm không có chỗ nào. Và các vị nhớ cái chỗ này, khi tôi lên tôi nói chuyện trên internet đó, là tôi đang tuy trước mặt tôi có thể chắc vài chục người thôi, nhưng mà tôi vẫn luôn luôn cẩn trọng là biết đâu có những bậc gọi là cao đức thạc học nào đó họ tình cờ họ nghe, cho nên tôi chịu trách nhiệm điều tôi nói. Có nghĩa rằng là có rất nhiều vấn đề của Phật giáo Nguyên Thủy, của kinh điển Nguyên Thủy bị bỏ ngỏ. Chẳng hạn như vấn đề Bồ Tát Đạo, trong kinh điển Pali không hề có một dòng nào, một dòng nữa nha, một dòng nào, một hàng nào mà Đức Phật khích lệ đệ tử là nguyện thành Phật cái chân. Mặc dù này có nhắc đến chư Phật quá khứ, có, nhưng mà tất cả nội dung tu hành từ thinh văn, độc giác, toàn giác thì chỉ có 37 bộ được Phật. Tức là thất giác chi bát chánh đạo ngũ căn ngũ lực tứ niệm xứ đó. Nhưng mà sở dĩ mà có ba hạng đó là bởi vì tùy căn cơ của những người, cũng học đại học giống như người ta, cũng học trường đó, cũng học giáo sư đó, cũng học ngành đó mà ra làm tỷ phú. Có người cũng học cái ngành đó mà ra làm môi giới địa ốc. Cũng người học làm cái ngành đó mà đi buôn đi bán bảo hiểm. Có người học cái ngành đó là ra rồi cái đi làm thuê cho người ta. Đã nghe không, nghe không? Chứ trên thế giới không có cái trường nào mà nó chuyên đào tạo tỷ phú với chân. Cũng kiến thức đó rồi cái tùy căn cơ mà nó ra đó thành Bill Gates, sẽ thành Warren Buffett, nó thành mấy ông Google, mấy ông Amazon, mấy ông Tesla gì đó. Đó là do cái căn cơ của mỗi cá nhân, chứ còn không có trường nào mà dạy đặc biệt để ra mà làm mấy ông nội đó hết đó. Nhớ không? Đây, đó là Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng mà khi qua tới Phật giáo phát triển thì các vị mới thấy cái lý tưởng đạo Phật của Phật đạo quá hay chứ, mà bị bỏ ngỏ. Thế là các vị mới triển khai dựa vào những cái gọi là những mảnh vụn rời rạc ở trong kinh điển mà nói về Phật đạo á, triển khai mở rộng đào sâu những cái chi tiết đó để làm nên cái gọi là một cái bộ phận gọi là Bồ Tát Đạo đấy. Và nói rộng lên nữa thì cái Phật giáo đại thừa đó, thì về mặt mà giáo lý đó, thì đại thừa mình đại thừa gốc đó, là chỉ triển khai cái Phật giáo gốc thôi. Rồi càng về sau khi mà du nhập qua là Tàu, Nhật, Mông Cổ, Tây Tạng, Việt Nam thì là càng lúc đi càng xa ha. Chứ còn mà cái đại thừa tản độ thì cũng chỉ là triển khai cái Nguyên Thủy. Nhưng còn cái Kim Cang thừa là sao? Cái Kim Cang thừa tức là có những cá nhân mà chủ trương là đi rốt ráo, đi nhanh, đi ôm nguyên một cái tam tạng của Nguyên Thủy thì nó nhìn nó nhàm chán quá. Mà đi theo cái đại thừa thì nó lê thê quá. Bây giờ họ muốn có con đường tắt. Đây, con đường tắt. Thí dụ như họ
Như chẳng hạn như cái dòng gọi là dòng thiền gọi là Prasangika. Prasangika, cái dòng thiền này tập trung trong gọi là xoáy sâu vào cái giáo lý Trung Quán, cái bộ Trung Quán của Ngài Lâm Thọ Nagarjuna đó. Họ đào sâu vào cái giáo lý diễn khởi, đào sâu vào giáo lý diễn khởi, đào rồi có những cái vị là họ đào sâu trong kinh tạng, đào sâu trong A Tỳ Đàm, để gọi là trong một khoảnh khắc nào đó lìa bỏ triệt để, liền bỏ triệt để cái sự bám chấp vào ở trong cái thân tâm, thân xác này, thân tâm này, thì cái đó gọi là kim cang bừa. Ví như tôi nói này thì có nhiều người trong rung không đồng ý, nhưng mà các vị đọc kỹ cái nội dung cái vajrayana đó, đó họ chủ trương là sử dụng thần chú, mà người không biết thì cái chữ gì là chữ nặng, chữ là tà kiến và mê tín, tại vì do mình không hiểu kim cang bừa. Chứ cái tinh thần rốt ráo quy củ kim cang bừa đó, dĩ nhiên đây là một bước đi khá xa và khá bạo, khá xa và khá bạo so với cái truyền thống nguyên thủy, không? Nhưng mà chúng ta phải để cũng phải nhìn nhận họ có cái điểm xuất sắc của họ, có nghĩa là họ chủ trương tu tập triệt để một cái góc cạnh giáo lý nào đó. Tôi ví dụ nha, ví dụ như niệm bất tịnh, họ có thể mà dùng lưỡi để mà họ chạm vào một cái vết thương, họ tu tập từ tâm ấy, họ có thể dùng lưỡi họ chạm vào một cái vết thương, họ niệm họ tự tu tập bất tịnh, họ có thể họ chạm vào cái đống mũ máu của người bị bệnh hay là một xác chết. Trò tu bất tịnh tu triệt để như vậy đó. Còn khi mà nói về tu hạnh nhẫn đó, rồi họ tu triệt để đến mức mà giữa trời nắng chang chang, giữa chỗ tuyết phủ họ vẫn gọi là tranh người ra nè mà họ tu họ chỉ niệm có một chuyện, hoặc bên mình thông Phật giáo Nghĩa thì có Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, nhưng bên Kim Cang Thừa nó có Tứ Bảo là có Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo và Sư Bảo. Sư Bảo tức là sư phụ của mình ấy, học thêm cái bảo đó nữa. Và họ chỉ dốc lòng họ tin đúng, họ tin một cái bài kinh nào đó, một bài kinh nào đó của kinh điển, hoặc là một cái lời nhắn nhủ nào đó, một cái tâm pháp, tâm ấn nào đó của sư phụ, là họ cứ sống chết với cái đó, họ chỉ cả đời chỉ tập trung cái đó và sống chết đó họ là chuyện nhỏ. Kim Cang Thừa tinh thần của kim tu như kim cang vậy đó, là vậy đó. Chứ còn bên Phật giáo Quân Thủy thì rất là mênh mông tùy duyên. Thì một ngày như vậy thì có bốn đề mục mà con phải nhớ: niệm Phật, niệm chết, niệm bất tịnh, niệm từ tâm, như vậy rồi con cứ tư tưởng xứ làm gì biết nấy, và việc chùa con vẫn sinh hoạt bình thường, rồi con vẫn để nghe pháp, học đạo, giữ chánh niệm, tu từ tâm, lễ Phật, quét tước, chấp tác, lao dịch thoải mái. Nhưng mà đó là Quân Thủy. Còn một giáo Bắc Truyền thì có thể hội nhập xã hội, sống ở xã hội thì, nhưng mà riêng về cái Phật giáo Kim Cang Thừa đó, thì họ rốt ráo lắm. Tôi nhắc lại nha, họ chọn lấy một bài kinh nào đó, họ chọn lấy một bộ phận giáo lý nào đó, thậm chí một câu nói của sư phụ, thậm chí một câu thần chú nào đó, được cứ là chuyên tâm vào trong đó một cách rốt ráo 100%. Và tôi nghĩ rằng thì cái thừa nào nó cũng có cái điểm hay của nó. Tôi đặc biệt là tán thán những cái cảnh tích cực của các thừa, đặc biệt tán thán. Vì mỗi thừa như vậy họ nó có phải có cái lý do hay ho sao đó nó mới xuất hiện và tồn tại, không? Xuất hiện và tồn tại. Bởi vì nếu nó không có đủ lý do thì nó không thể xuất hiện, hoặc là nếu nó thiếu lý do thì nó chỉ xuất hiện nhưng nó không thể tồn tại. Còn đằng này nó có lý do để nó xuất hiện và có lý do để tồn tại, và thậm chí nó còn được quảng bá, được chuyển dương rộng sâu qua các thế hệ, thì tôi nghĩ rằng quý vị phải để. Tuy nhiên nếu mình thấy mình không có thời giờ thì thôi, không? Chứ còn mà nếu có thời giờ đó thì nên tìm hiểu vì đâu mà có cái Kim Cang Thừa cũng hay. Chẳng hạn như là cái tinh thần vô ngã trong nghiên cứu của Kim Cang Thừa, họ đào sâu rất sâu. Và tôi thấy đôi lần tôi cũng trộm nghĩ có lẽ là ở hẹp á, ở diện hẹp thì ở thiền viện, ở diện rộng á thì trong cái lúc hướng dẫn Phật tử, có lẽ mình cũng tùy căn cơ, mình có một vài đối tượng mình cũng nên cho họ tu theo cái Kim Cang Thừa theo cái hướng này, có nghĩa là dạy cho họ một đề mục thôi. Dạ, giờ một đề mục niệm chết, một đề mục niệm bất tịnh, một đề mục niệm Phật, niệm hơi thở gì đó, niệm từ tâm, và kèm một lời nhắn nhủ: người còn thì đề mục còn, người mất đề mục mới mất. Đó là kiểu tu của Kim Cang Thừa. Ok. Dạ, còn một câu hỏi nữa có được không sư? Tại một vị vừa mới chat vào. Dạ thưa sư, bạch sư, khi chứng đạo thì chỉ trong tích tắc, nhưng sao con thấy có bài viết chia ra là 16 tầng tiền tuệ thì không đúng lắm.
trạng thái tâm lúc thấy ra tuệ diệt một cách nhanh chóng mau lẹ như vậy, thì trạng thái lúc đó là bị sốc. Okay, hiểu thành hiểu rồi. Thứ nhất, 16 tuệ đó là chỉ là 10, cái là diễn tả cái quá trình tu tập thôi, cái quá trình thôi. Chứ còn chứng đạo thì cái thời gian mà chứng đạo có học, cái người có học ở Tỳ Đàm thì cái này tôi giảng rất là dễ, còn không học ở Tỳ Đàm tôi nắm được. Cái giai đoạn mà từ phàm qua thánh đó, nó chưa tới một phần ngàn của giây. Giai đoạn mà từ phàm qua thánh không có tới. Nhưng mà sở dĩ mà có cái tuệ là sao, là các ngài phân tích cho thấy nếu tu tứ niệm xứ mà đúng á, không, nếu mà tu đúng á, và tu đúng mà ở cái người mà trí chậm á, thì họ mới lần lượt họ trải qua các cái giai đoạn. Chứ còn hỏi như Bồ Tát Tất Đạt làm gì có 16 tuệ, ngày sau là Phất làm gì có 16 tuệ, Ngạ Nan làm gì có 16 tuệ. Tuệ đây tức là những khía cạnh, nghe kỹ nha, tôi Toại Khanh chịu trách nhiệm lời tuyên bố này, cái gọi là thiền tuệ chỉ là các khía cạnh của cái trí tuệ quán mà thôi. Ví dụ như hành giả buổi đầu mới tu tập còn sơ cơ đó, thì phải quan sát thấy thân tâm của mình nó đang diễn biến ra sao, rồi từ từ mới thấy rằng thân tâm này nó là vô ngã vô thường, do duyên mà có. Thì thấy nó là vô ngã vô thường, tự quan sát thấy nó do duyên mà có thì gọi là cái trí liễu duyên. Cái trí mà quan sát danh sắc của thân tâm ấy, thì gọi là sammasanna-nyana. Rồi thấy nó là do duyên mà có, gọi là paccicca-paricca-nyana. Rồi quan sát họ chỉ thấy nó diệt nhiều hơn sanh thì gọi là phayanyana, sợ lắm, sợ. Rồi có lúc thấy rõ cả sanh và diệt gọi là udayappayanyana. Rồi có lúc quán chiếu mà thấy kinh cảm, thấy rằng chỉ có thở ra mà không có thở vào là chết, thấy cái chết nó đang diễn ra trong từng giây, rồi là sanh tâm kinh cảm, rồi đó được gọi là phayanyana, kinh cảm tuệ. Rồi tới cái adinawa là cái trí mà thấy rằng thân tâm này nó là một cái gánh nặng. Rồi nibbidanyana là tự nhiên thấy chán, không muốn giữ lại cái thân tâm này nữa. Thì tất cả những cái này nó đều là những khía cạnh của cái gọi là trí tuệ bốn niệm, trí tuệ niệm xứ nha. Chứ nó không phải là một cái hành trình bắt buộc mà một hành giả phải trải qua để chứng thánh, mà mình nhớ dùng cái đó. Và đã là những khía cạnh thì sao, thì nó có thể trong tích tắc thôi. Ví dụ như một vị mà tốt trí đó, nghe Đức Phật ngày giảng, Đức Phật ngày chỉ dạy rằng mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất đi, thì ngay cái lúc mà nghe được cái đó là vị đó có tất cả những cái này, thấy được cả cái thân tâm này chỉ là danh sắc, thân tâm này do duyên mà có rồi phải mất đi, thân tâm này là gánh nặng, ngày nào bỏ được nó thì mới là giải thoát.